Năm con giáp lộc trời rơi xuống đúng ngày mùng 3 Tết năm 2024, 100 tỷ cầm tay tiêu 3 đời không hết. Bước sang ngày mùng 3 Tết năm 2024, thần tài sẽ bất ngờ gõ cửa ghé thăm những con giáp này. Vào ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, trong 3 ngày đầu tiên của năm mới, ai cũng súng xính quần áo đẹp và cầu mong có một cái năm mới bình an giàu có. Thế nhưng, những con giáp này cũng chẳng cần cầu thì cũng có. Các bạn sẽ may mắn hết phần của thiên hạ trong ngày mùng 3 tháng 1 âm lịch. Gia đạo thì bình an, người thân thì khỏe mạnh, sum vầy, không khí gia đình thì đầm ấm, yên vui. Bản thân các bạn cũng sẽ có những cái ý tưởng mới đột phá để phát triển bản thân trong cái năm mới. Bên cạnh đó, nhiều người cũng sẽ nhận được những khoản tiền lộc lá bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Nhiều con giáp cũng sẽ có cơ may trúng số đổi đời trong cái ngày mùng 3 Tết, ngày đầu năm này. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong cái ngày mùng 3 Tết, nó là ngày Bính Ngọ, thì cục diện đầu tiên chúng ta có là Ngọ Mùi nhị hợp. Vậy nên những người tuổi Mùi sẽ là con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 3 tháng 1 âm lịch, ngày mùng 3 Tết. Quý vị thân mến, trong ngày mùng 3 Tết thì những người tuổi Mùi nhìn chung ấy sẽ gặp được khá nhiều cái may mắn do được cục diện là Ngọ Mùi nhị hợp nó mang lại. Những người tuổi Mùi nên tin tưởng vào bản thân nhiều hơn, chủ động nắm bắt lấy cơ hội, không nên để cho những cái lo âu, những cái muộn phiền, những cái tự ti khiến cho bản thân mình bị lùi bước. Trong ngày hôm nay thì cục diện nhị hợp quý nhân nó cũng trợ vận, thì đây cũng là cái thời điểm rất thích hợp để bản mệnh hợp tác với bạn bè, với đồng nghiệp. Nhờ có sự đoàn kết nhất trí giữa mọi người mà công việc sẽ trở nên dễ dàng, hanh thông hơn rất nhiều. Hơn nữa, nhân duyên của những người tuổi Mùi cũng hài hòa, giúp cho các bạn có cơ hội gặp được quý nhân, được quý nhân chỉ ra cho cái con đường sự nghiệp may mắn trong thời gian sắp tới. Chỉ cần quý vị nắm bắt lấy cơ hội thì tiền bạc rủng rỉnh, giàu sang phú quý trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Bên cạnh đó, cái chuyện hợp tác làm ăn kinh doanh cũng sẽ đem tới nhiều cái lợi ích cho những người tuổi Mùi. Gia chủ có thể làm quen được với nhiều đối tượng, với nhiều cái khách hàng đầy triển vọng, giúp các bạn có cơ hội kiếm tiền về đầy túi, tình đầy tim. Nếu mà có ý tưởng kinh doanh nào mới thì các bạn hãy nên mạnh dạn triển khai. Dù có thể các bạn sẽ khá là vất vả, nhưng trong cái thời gian này do được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là cái vận may cũng đến đầy mình. Bên cạnh cái phương diện tài lộc và sự nghiệp phát triển thì cái vận trình tình duyên của những người tuổi Mùi cũng được khởi sắc rực rỡ, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, được cát tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên những người tuổi Mùi sẽ trở nên nổi bật hơn trong mắt của mọi người xung quanh. Những người độc thân sẽ dễ nhận được những lời bày tỏ hoặc ngỏ ý làm quen từ những người khác. Vậy nên trong thời gian này các bạn cũng nên mở lòng mình ra để cho đối phương một cơ hội. Biết đâu đó sẽ là người đầu ấp tay gối với mình trong suốt cuộc đời. Bên cạnh đó thì những người đã có đôi có cặp hoặc là những cặp vợ chồng ấy, thì trong thời gian này cũng vô cùng đầm ấm và hạnh phúc bên những người mình thương yêu nhất. Vậy nên quý vị hãy tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào không mấy khi có được trong cái ngày mùng 3 Tết âm lịch này. Thưa quý vị, và để gia tăng thêm cái may mắn, tăng cường cái hạnh phúc gia đạo thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi trong cái ngày mùng 3 Tết. Thưa quý vị, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, trong cái ngày mùng 3 Tết thì những người tuổi Dần được cục diện là Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. Hơn nữa, trong cái ngày hôm nay thì những người tuổi Dần lại được Thiên ấn nó trợ lực, nó giúp đỡ. Nó cho biết là cái con đường công danh sự nghiệp cũng như là công việc của những người tuổi Dần sẽ trở nên hanh thông thuận lợi hơn nhiều so với thời gian trước đó. Trong công việc thì các bạn có tiếng nói, có năng lực và biết cách lấy lòng mọi người. Vậy nên, trong thời gian này quý vị hãy khiêm tốn hết mức có thể để tiểu nhân không có cơ hội tìm cách hãm hại quý vị. Bên cạnh đó, cái cục diện tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất nó cũng sẽ giúp cho các mối quan hệ nó tiến triển tốt đẹp. Không phải bạn yêu ai thì cũng được người khác yêu lại, nhưng các bạn hãy cứ để cho cứ thể hiện mình để không bị hối tiếc. Bên cạnh đó, cái công việc, sự nghiệp
Do được cục diện là dần Ngọ Tuất Tam Hợp nó nâng đỡ nên là cái quan hệ làm ăn cũng khá là hài hòa. Đối tác thì cực kỳ hài lòng về những cái biểu hiện làm việc của những người tuổi Dần. Vậy nên con đường tiền bạc cũng nhờ vậy mà nó cũng được khởi sắc mạnh mẽ trong thời gian này. Những người tuổi Mùi sẽ trả sạch nợ nần, đi làm thì được gì bề trên phù hộ, ăn nên làm ra. Dẫu biết cái chuyện cơm áo gạo tiền sẽ khiến cho các bạn đôi khi phải nản lòng ấy. Vậy nên quý vị hãy cố lên, trời xanh sẽ không phụ lòng những người tuổi Dần trong thời gian này. Vì vậy quý vị hãy cố gắng nỗ lực thì cái thành quả quý vị đạt được cũng sẽ xứng đáng với cái công sức mà mình bỏ ra. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong cái chương trình ngày hôm nay mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, trong cái ngày Bính Ngọ, ngày mùng 3 tháng 1, ngày mùng 3 Tết ấy, thì những người tuổi Thìn được thực thần cát tinh nó trợ giúp, khiến cho công việc của những người tuổi Thìn lộc lá vây quanh. Đặc biệt là những người đang làm kinh doanh buôn bán hoặc những người làm nghề tay trái thì cái vận may nó cứ bất ngờ nó ùn ùn nó kéo đến. Quý vị thân mến, những người tuổi Thìn là những người sống có kế hoạch, cách làm việc thì được lòng mọi người nên không có điều gì đáng chê trách. Có thể sẽ có một chút khúc mắc, nhưng một chút rắc rối không đáng kể nó xảy ra trong thời gian này. Nhưng mà những người tuổi Thìn ấy cũng sẽ nhanh chóng vượt qua và có được những ngày bình yên hạnh phúc bên những người mình thương yêu nhất. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Thìn ấy cũng được khởi sắc nhờ được cục diện ngũ hành tương sinh. Vì cuộc sống nhạt nhẽo và lòng người khó đoán nên là những người tuổi Thìn đối nhân xử thế rất là khéo léo. Có thể các bạn ghét người ta nhưng mà không thể hiện ra mặt để tránh được những cái họa về sau. Bên cạnh đó, gia đình những người tuổi Thìn thì cũng yên ổn nhờ cái tính cách biết chăm lo của những người tuổi Thìn. Thêm nữa, trong cái thời gian này, ngày mùng 3 Tết thì cái tình hình tài chính của những người tuổi Thìn có thể có những cái biến động nho nhỏ. Có thể con giáp này sẽ nhận được những khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Tuy không nhiều nhưng mà cũng đủ để trang trải cho cuộc sống trong những ngày Tết. Bản mệnh đã biết hài lòng với cái thực tại và nên là gì, cái lộc lá nó cứ đến đều đều với những người tuổi Thìn. Vậy nên để gia tăng thêm cái vận may tài lộc tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 4 trong ngày mùng 3 Tết, đó ngày Bính Ngọ ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 3 Tết thì những người tuổi Thân cũng được thiên tài nó chiếu mệnh. Vậy nên sẽ có lợi cho những người có nghề tay trái hoặc là những người làm tài chính, những người làm sổ số. Đặc biệt những người tuổi Thân lại có may mắn bất ngờ trong ngày hôm nay do được gì quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là sẽ có cơ hội trúng số đổi đời, tài lộc thì cứ ùn ùn kéo đến trong cái ngày hôm nay. Tuy nhiên quý vị những người tuổi Thân ấy đừng có ham cái lợi ích lớn mà bỏ qua những cái việc nhỏ. Làm như vậy thì công việc rất dễ nhanh bị thụt lùi và quý vị sẽ trở thành những người tụt hậu so với những người khác. Thêm nữa, trong thời gian này, mặc dù là tài vận hanh thông ấy, nhưng mà lại bị cục diện là hỏa kim là xung khắc. Vậy nên ấy, trong gia đình những người tuổi Thân rất dễ có những cái lục đục nhỏ. Vì thế mà những người tuổi Thân phải đặt mình vào vị trí của đối phương và chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Đấy, trong những ngày Tết này thì nên gì dành thời gian nhiều cho gia đình để gì mọi người có thể đồng cảm thấu hiểu lẫn nhau. Từ đó sẽ giúp cho gia đình được hạnh phúc và những cái mâu thuẫn nó cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng trong thời gian này. Bên cạnh đó, những người tuổi Thân cũng nên cẩn trọng với những cái quyết định liên quan đến tài chính trong ngày hôm nay. Các bạn rất hào phóng, chi tiền, không tiếc tay cho người khác, muốn che chở và chăm sóc những người xung quanh ấy. Nhưng mà quý vị cũng nên là gì? Cẩn thận kẻo bị kẻ xấu lợi dụng, bỏn rút mất cái tiền bạc của mình. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ, luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Giúp cho cái vận trình của những người tuổi Thân nó được cát lợi và may mắn nhiều hơn.
Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong cái ngày mùng 3 Tết ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Quý vị thân mến, những người tuổi Tỵ trong cái ngày Bính Ngọ này được cục diện Tỵ Ngọ Mùi là tam hội. Cái cục diện tam hội nó thúc đẩy những người tuổi Tỵ với cái tính cách là ôn hòa, điềm đạm, có thể xây dựng được cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp và hài hòa. Chính nhờ vậy mà dù có gặp phải rắc rối gì xung quanh ấy, thì xung quanh bạn cũng không thiếu những người chủ động giang tay ra giúp đỡ. Các mối quan hệ thì tốt đẹp cũng giúp cho những người làm ăn kinh doanh buôn bán ấy, ký kết được nhiều cái hợp đồng béo bở. Các bạn sẽ gặp được những người đồng chí hướng, đôi bên hợp tác thì ăn ý và hướng đến một cái mục tiêu chung. Mọi chuyện sẽ đang trên cái đường thăng tiến, tài lộc cũng sẽ càng rực rỡ hơn. Bên cạnh đó, các chuyện tình cảm của những người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay cũng được cục diện tam hội nó nâng đỡ, nó giúp đỡ, nên là cái vận trình cũng khá là hanh thông thuận lợi, tình cảm tiền bạc cũng sẽ ùn kéo đến. Và để gia tăng thêm cái vận may về tình cảm tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ sáu trong ngày hôm nay không ai khác thì đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, trong cái ngày mùng 3 Tết ngày Bính Ngọ ấy, những người tuổi Tuất được cục diện là Dần Ngọ Tuất tam hợp, nó trợ vận, nó hộ thân. Bên cạnh đó lại được thực thần nó chiếu cố nâng đỡ, nên những người tuổi Tuất làm công chức, làm kinh doanh, làm buôn bán gì đó thì cũng đều là gì gặp được nhiều cái may mắn. Những người càng sởi lởi thì trời càng cho nhiều lộc lá. Đó. Bên cạnh đó thì những người tuổi Tuất trong thời gian này cứ càng vui vẻ, càng sởi lởi bao nhiêu ấy, thì làm gì cũng được gì người khác hậu thuẫn giúp đỡ. Thêm nữa, lại được cục diện ngũ hành tương sinh, ngọ hỏa sinh cho Tuất Thổ, nên là con giáp này được khuyên là nên quan tâm đến cái chuyện gia đình nhiều hơn để mọi người được bình an. Rất may mắn là trong cái ngày hôm nay thì cha mẹ, con cái thì vẫn cứ yên ổn, gia đạo thì bình an. Gia đình tuy không giàu có nhưng mà luôn đoàn kết, yêu thương lẫn nhau nhiều hơn. Đâm ra là không ai có thể chê được những người tuổi Tuất. Thêm nữa, lại được cục diện Dần Ngọ Tuất nó tương trợ, nó giúp đỡ, nên là trong ngày hôm nay thì cái vấn đề tiền bạc của những người tuổi Tuất cũng sẽ rất là bình ổn. Nhiều người còn ăn nên làm ra hơn mọi ngày. Nói chung ấy, những người tuổi Tuất sống khá biết điều, nên là tiền nong cũng rõ ràng, không làm chuyện gian dối, nên là thu được nhiều quả ngọt trong cái ngày mùng 3 Tết này. Dù giàu có nhưng mà những người tuổi Tuất cũng sẽ thì làm việc rất là chính trực, và không ai có thể là cầu nhàu hoặc là gì phàn nàn về cái vận may của họ được. Đó. Vì thế trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được trợ lực hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 3 Tết. Và trong ngày mùng 3 Tết chúng ta sẽ có 6 con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, dễ có cơ hội kiếm tiền đầy túi. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Mùi, 2 tuổi Dần, 3 tuổi Thìn, 4 tuổi Thân, 5 tuổi Tỵ và 6 là những người tuổi Tuất. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe, đổi đời giàu có trong ngày mùng 3 Tết. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Nhân dịp đầu xuân năm mới, xin kính chúc quý vị được an khang thịnh vượng, gia đạo bình an, tài lộc vượng tiến. Xin cảm ơn.